Kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ bảy ngày 20 tháng 5 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nói về thổ cẩm học, đó là cái con 65 ở trên đài Vĩnh Long. Chúc mừng tất cả anh chị em tin tưởng ủng hộ trên kênh. Tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai thứ bảy 20 tháng 5 trên đài thành phố Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Mời anh chị em cùng tham khảo ở đài thành phố. Mình dự đoán cái cặp 19-91 ở đài Long An. Mình dự đoán cái cặp 14-41 đài Bình Phước. Mình dự đoán cái cặp 13-31 đài Hậu Giang. Mình dự đoán cái cặp 57-75. Anh chị em hãy tham khảo trong buổi chiều ngày mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn và thành học trong ngày mai.